Động Khiết bị Trương Nghệ Mưu cấm cửa dù từng là mưu nữ lang nức tiếng, lý do là gì? Từng là mưu nữ lang nức tiếng với triển vọng thành đại minh tinh, Động Khiết vì không nghe lời khuyên của đạo diễn Trương Nghệ Mưu nên Động nên đã bị cấm cửa đóng phim của ông. Ở thời điểm hiện tại, sự nghiệp của Động Khiết đã xuống dốc không phanh. Dù là diễn viên thực lực nhưng tên tuổi lại kém xa so với đàn em, khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối. Động Khiết là một trong những nữ diễn viên đặc biệt của làng giải trí Hoa ngữ. Ngoài nhan sắc băng thanh ngọc tuyết, cô được đánh giá là diễn viên thuộc trường phái thực lực, ghi dấu ấn sâu đậm trong các bộ phim truyền hình nổi tiếng như Kim Phấn Thế Gia, Như Ý Chuyện, Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài. Nhiều năm trôi qua, người hâm mộ vẫn luôn nhớ đến một Động Khiết xinh đẹp, thanh tú, trong trẻo, đóng cặp cùng Trần Khôn trong Kim Phấn Thế Gia. Nhưng ít ai biết rằng, từ trước đó, cô đã giành được rất nhiều giải thưởng trong lĩnh vực ca múa. Động Khiết tốt nghiệp khoa múa của Học viện Nghệ thuật Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, vốn không thuộc hệ diễn viên. Khi nhận được sự chú ý, Động Khiết vẫn chỉ là diễn viên phụ. Trong gala lễ hội mùa xuân năm 2000, Động Khiết song ca với Tạ Đình Phong. Lúc đó, Động Khiết chỉ là một cô bé vô danh, còn Tạ Đình Phong đã trở thành nam thần trong lòng bao cô gái. Do đó, mọi người vẫn tập trung sự chú ý vào Tạ Đình Phong hơn. Mặc dù vậy, nhờ nhan sắc thanh lệ và nổi trội, từ đó Động Khiết bắt đầu nhận được nhiều lời mời tham gia các chương trình nghệ thuật. Cuối cùng, cô được đạo diễn Trương Nghệ Mưu chú ý, trở thành mưu nữ lang, bước đến con đường rực rỡ của sự nghiệp diễn xuất. Tác phẩm mà Trương Nghệ Mưu dành cho Động Khiết là bộ phim kinh điển Thời Gian Hạnh Phúc. Với bộ phim này, Động Khiết vươn lên thành sao hạng A của Trung Quốc, nhận được nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế nhờ diễn xuất tuyệt vời của mình. Có thể nói, bộ phim này là dấu ấn rực rỡ nhất trong sự nghiệp diễn xuất của Động Khiết. Thế nhưng sau này, Động Khiết và Trương Nghệ Mưu được cho là đã cạch mặt. Động Khiết cũng không được đóng phim của đạo diễn họ Trương. Tất cả là bởi nữ diễn viên đã không nghe lời khuyên của vị đạo diễn nổi tiếng. Trương Nghệ Mưu luôn nói với các mưu nữ lang rằng đừng đóng phim truyền hình, điều đó sẽ hủy hoại kỹ năng diễn xuất. Hai đại minh tinh Cùng Lợi và Trương Tử Di nghe theo lời khuyên này của đạo diễn Trương Nghệ Mưu và quả thực đã trở thành những ngôi sao điện ảnh nổi tiếng khắp thế giới. Tuy nhiên, Động Khiết lại có suy nghĩ riêng. Với niềm yêu thích diễn xuất và tính quyết đoán, cô không nghe theo lời khuyên của Trương Nghệ Mưu mà vẫn tham gia các bộ phim truyền hình. Phim truyền hình thực sự thử thách nhiệt huyết và kỹ năng diễn xuất của các diễn viên. Phim điện ảnh có thời lượng hạn chế, cô đọng cảm xúc, tình tiết đẩy nhanh, cần đến kỹ năng diễn cực tốt. Trong khi đó, phim truyền hình dài dòng, đôi khi vì độ dài nên cốt truyện thường bị phóng đại, kéo ra thêm, khiến nhiều diễn viên xuống sức, cố hoàn thành cho xong cảnh quay. Cuối cùng, thực tế cho thấy, đạo diễn Trương Nghệ Mưu đã nói đúng. Sau khi Động Khiết rẽ hướng sang đóng phim truyền hình, nữ diễn viên chỉ được danh tiếng trong một khoảng thời gian nhất định chứ không bền lâu. Việc được xuất hiện trong phim của Trương Nghệ Mưu chính là sự khẳng định về kỹ năng diễn xuất của Động Khiết, là bệ phóng giúp cô nhận được nhiều lời mời. Thời đỉnh cao, Động Khiết góp mặt trong bộ phim truyền hình nổi tiếng Kim Phấn Thế Gia, thu hút đông đảo nhiều người hâm mộ và gây sốt. Động Khiết sau đó sở hữu lượng fan hùng hậu, được đánh giá là có tương lai cực kỳ tươi sáng. Sau đó, Động Khiết ký hợp đồng với đạo diễn Vương Gia Vệ. Thế nhưng, do hướng đi sai lầm, danh tiếng của nữ diễn viên ngày càng xuống dốc, dù đóng nhiều phim cũng không thể hiện được điểm nổi bật của mình, khác hoàn toàn sự kỳ vọng của Vương Gia Vệ. Sức nóng của cái tên Động Khiết dần giảm sút, cộng thêm lùm xùm ngoại tình khiến hình ảnh cô xấu đi rất nhiều. Có lẽ, nữ diễn viên hối hận vì không nghe lời Trương Nghệ Mưu nhưng đã... Đạo diễn Trương Nghệ Mưu từng nói, nếu như cô đóng phim truyền hình thì tương lai đừng tới tìm tôi. Động Khiết không nghe theo nên không còn cửa dùng thân phận mưu nữ lang để diễn xuất nữa. Từ diễn viên tuyến đầu, Động Khiết rơi xuống tuyến 2 rồi dần chìm xuống giữa hàng trăm hàng nghìn diễn viên mới nổi. Sau scandal ly hôn vì ngoại tình, Động Khiết rời khỏi làng giải trí 2 năm và trở lại với vai phụ trong Mẹ Hổ Bố Mèo của Triệu Vy. Đến năm 2018, Động Khiết đóng vai phụ trong phim truyền hình Như Ý Chuyện cùng Châu Tấn và Hoắc Kiến Hoa, dần lấy lại được ấn tượng tốt với khán giả. Hiện nữ diễn viên vẫn chưa có dự án nào đáng chú ý.